Đây nè, quà tay của dì Ba luôn. Dì Ba đúng không? Dì Ba. Dì Ba không? Dì Ba. Dì Ba đây không? Dì Ba đây rồi. Dì Ba đây rồi. Dạ. Ủa vậy hả? Thì kia có đăng qua vậy. Nhỏ lại, không phải ngon đâu. Để lên trên con gà. Để lên trên con gà. Để cho con gà. 7:30 tối ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vui chưa? Cảnh làm bánh trôi nước cho đồng chí. Là bán ngày mai hả gì? Bán. Quay mấy thao quay chính đẹp ha. Một miếng trôi nước nhiêu tiền? 7.000, 6.000. 6.000, 6.000. Rồi. 100 viên có 600.000. 100 viên 600.000. Bữa nay làm vui quá ha. Sáng mai bán ngay gốc này luôn hả? Rồi, hẻm Nguyễn Di, phường 12, quận 8. Quá trời vui. Nghe tiếng nhạc. Nhồi bột. Rồi, cả nhóm luôn. Dạ, ok. Mình bán gì chỗ xe hủ tiếu đó không chị? À, như cái bên kia bán tại số nhà 690/59 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, thấy vui quá nè. Quá trời. Hôm nay là làm em mụn bệnh 15 viên. Họ làm 10.000 viên vô. Đây, đây. Ủa, cái màu hồng này là từ đâu ra ta? Dạ. Mụn bệnh á. Dạ. Cái này là màu lá dứa. 10.000 ỉ. Trắng. Cái 15 cái 10. Dạ mỗi cái ha. Dạ cho anh nhìn miếng này. Ấy miếng này. Em 4 viên. Bốn viên lấy viên hai viên trắng, một viên xanh, một viên hồng. Có màu cam nữa, tại màu cam đang dò chưa. Màu cam là từ màu trái gứt hả? Đúng rồi, màu cam màu trái gứt. Còn cái màu hồng từ gì ạ? Màu hồng là lá cẩm. Lá cẩm hả? Dạ. Mua 10.000 viên ỉ nữa. Nhớ ha. Nhớ. Dạ, cái sớm vui không? Vô sổ giờ cái sáng chị vô bịch. Dạ. Anh nhận gì ra? Sao em gì? Em lấy là 4 viên ha, 2 viên trắng, 1 viên xanh, 1 viên đỏ, thêm 1 viên cam nữa, vậy tất cả là 5 viên, với lại 10.000 viên ỉ. Sáng chị vô bịch sẵn cho giờ. Rồi ok, giờ em gửi tiền luôn. Dạ. Gì vậy? 7 Nói vậy chứ lấy luôn 10 viên đi chị ơi. 10 viên nha, cứ bỏ thứ 2 viên. 10 viên đủ màu ha. Rồi, 10 viên đủ màu. Cảnh vui quá trời. Đây các bạn nào muốn mua ghé qua 690/59 đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8. Dạ. Dự định làm bao nhiêu viên vậy chị? Dự định làm bao nhiêu viên vậy? Gần 1.000 viên chưa tính ỉ á. Ồ, 1.000 viên chưa tính ỉ. Dạ. 300 rồi nè. À. Đó, vô thùng cho ta 300 rồi. Dạ. Rồi, đồng chí. Rồi, mình đi bộ chút xíu. Hủ tiếu mì đúng không? Còn nó bò kho hả? Bao nhiêu tô? Ngày mai bán ha. Dương tô. Câu 25.000. Ôi nhìn quá trời luôn. Đó. 25.000 đồng thôi. 25.000 mỗi tiếng mì vào kho. Thôi, địa chỉ số mấy vậy? 690 Xuyệt 30. Xuyệt 30. Nghị Duy, phường 12, quận 8. Bán là mai mấy giờ bạn? Mai 6 giờ, bán tới 9 giờ. 6 giờ bán tới 9 giờ. Rồi, ok, em đi nha. Dạ.
Dạ. Quay quá. Đây. Rồi qua tới đây. Tiếp tiếp tiếp. Các bạn có thể theo cái hẻm là 690 Nguyễn Duy đi vô nha. Hẻm này bán đồ ăn khá nhiều vào buổi sáng, nhất là món khổ qua cà ớt rất là ngon. Ngon và rẻ. Rồi, sắp tới điểm thứ hai, chỗ này cũng bán luôn chè cho nước. Quá trời. Cho nước, cho nước, cho nước. Làm cho nước. Cái này mình làm mình bán luôn ha chị. Rồi 10 viên, 20 viên, 15 viên. Cái này cũng như chị em ăn mỗi năm quen á. Mấy ngàn viên vậy? À, 7 ngàn đồng viên. Tại vì bột nếp năm nay mắc, đường dạ. cũng mắc. Chứ mỗi năm bán có 5 ngàn. Dạ. Năm nay đồ gì cũng mắc. Chỉ là màu trắng thôi ha, không làm màu khác có, ha. Có màu xanh mà cô chưa làm tới. À. Người ta xong rồi đó, mình giờ này mình mới làm mà. Dạ. Đang làm ít từ từ làm vậy đó. Ngon, làm xấu đó, không ngon. Ủa gì tí à? Chị Loan làm. Đó gì tí bán chả cá ở đây. Chị thấy chị đại diện kinh doanh ở đây mình làm công cho. Cái ngã? Bị gì nữa? Vậy sáng mai em qua mua ủng hộ nha. À, à chị cảm ơn nha. Dạ. Hay là giờ lấy luôn gửi tiền chứ. Bây giờ có để sáng lấy gì sáng dạ. Chị. Đặt em bao nhiêu viên viên đi. Lấy 5 viên đi, 5 viên. À. 5 viên em gửi tiền luôn cho. À. Em sợ mà, ngày mai nhiều khi ỷ không có để ỷ không? Có mua ỷ dạ, thôi. Không? Ngày mai đưa vô chị tí nha, chị tí. Để gửi tiền luôn. Để trả luôn. Ừ, rồi gửi tiền luôn. Dạ, cái này nó bằng than mà. Tí trả tiền luôn, cảm ơn. À, đưa tí giữ đi. Rồi. Có màu xanh nữa đẹp lắm. Tại tôi chưa làm. Thấy cảnh đồng chí này vui. Chưa có làm tới. Rồi. Xong. Rồi, ngay góc này các bạn, sáng mua chè cho nước xong rồi mua chả cá luôn nha. Đó, chả cá ngày mai bán mấy giờ tí? Hả? 9 giờ, 9 giờ. 9 giờ bạn. Ờ, 9 giờ có đầy đủ hết á. Dạ. Có xe. Rồi, nổi lên rồi nè. Tết đây có làm bánh tét bánh ít không ta? Không, chị không biết làm bánh đó. Dạ. Sôi nước đầu biết, nấu vào món rồi biết. Dạ. À. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp tiếp. Và đây chính là hẻm 690 Nguyễn Duy. Hiện tại là khoảng độ 7 giờ 30 tối ngày 20 tháng 12 2021. Đây là khúc đường Nguyễn Duy các bạn ha. Chạy ra ngoài kia tới góc ngã ba sẽ là Cao Xuân Dục và Chùa Vàng. Đó, các bạn có thể định hình được. Nó có được cái không khí của hẻm, không khí của những người làm bánh trôi nước. Mỗi năm là chỉ có một ngày thôi. Chạy đến Cao Xuân Dục luôn. Tâm trí này là của người qua đúng không anh? Rõ, có thể là người qua hay là người chuyện hiện tại cái văn hóa mình cả ngàn năm nay rồi. Ngày mai đi chợ sắp vui lắm á. Ngày mai đi chợ người qua đi đông lắm á. Đây các bạn, quẹo phải sẽ là đường Cao Xuân Dục ha. Đó, rồi chào các bạn, Cao Xuân Dục. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi
chứa trang Gia Lào.